Thổi đâu chuẩn không? Bị nhá. Cái này đi chuẩn bị cho đẹp. Sáng nay nhưng con đã hết. Còn cái quạt nào? Quạt này này. Thổi nến đi, thổi nến đi, ướp xong thổi nến. Rồi, ăn rồi. Ăn này. Ngồi xuống Thảo ơi, ngồi xuống. Ừ. Chị ăn này. Bỗng ngồi lùi xuống cho che chị mít, à bạn mít. Đây này, nghe đổ sô cô la đá vào đây này. Cậu không thích ăn sô cô la thì cậu thích ăn sô cô la gì ạ? Sô cô la đá, đụng viên đá ấy. Cắt bánh đi thôi. Cái dao cắt bánh đâu nhỉ? Yeah. Sao kéo lại cắt được bánh? Dao chứ. Cái này khói um lên nhỉ? Cái này giấy mà. Kéo. Kéo, nó không móc được. Cái gì? Chấm. Ngon không? Ngon không? Đừng có ăn cái đỏ, thử ăn cái đỏ. Không có. Ngon ăn cái đỏ năm nào chả ăn. Cái đỏ năm nào sinh nhật. Ngày 13 tháng 8 năm 2022. Cái đổ vào đấy là gì vậy? Cái đổ vào để ăn chứ, để đổ vào đấy ăn hơn, để gói. Như chợ đổ vào cái gì đấy? Ở dưới nó có gì ấy. Tất nhiên rồi. Này thở cắt bánh đi con này. Cục gì đấy? Thở. Thở. Này 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 này. Cắt bánh đi con này. Eo ơi. Cắt cho. Như kiểu kít nhau vậy này. Đổ nốt ra này. Tưởng là cứng anh mà nó mềm lắm. Nó tưởng là cứng anh giống thơ. Nhập này chín thơ cũng chắc. Không ăn thạch ạ. Ăn một đống rồi. Em phải lấy cái gì để ở đây chứ. Lên kia xem cái gì đã. Ăn ngay. Cái đấy là do cái mơ cho cáo. Ăn mềm. Hóa ra là cũng chống lão hóa. Nghe nghe bà lấy đĩa cho bà đi con. Nhỏ thôi, nhỏ cắt nhỏ miếng không? Cắt nhỏ đi ạ. Cắt nhỏ đi ạ. Đủ mà, sợ đâu. Con nghe lấy cho cắt nhỏ đi sao? Ui, để sao kìa. Làm gì ấy? Nghe nghe, cầm con ra. Bà lau rồi sao? Bà lau chưa? Đây có phải sô cô la không? Ừ, đúng vỏ bánh bao. Cái đấy là ganache. Ganache. Chị cắt ra nào. Đúng rồi, giống 5 miếng thôi. Rồi, con cái cắt nhỏ. Sốt cà cao. Cái ca sô cô la trắng ấy là làm từ mơ cà cao trộn với sữa. Đây, cái quan trọng nhất là cái mơ cà cao cái của mà đồ cà cao sô cô la dởm ấy là nó không có mơ cà cao đâu, nó trộn dầu khác vào. Ui ui ui. Thở. Không sao con nhặt lên. Đấy. Rồi, thái của em rồi. Sô cô la.
la mà chạm tay vào nó không chảy. Cái dao nó đã bị rồi. Cái dao nào em đang đâm đó. Đây lấy cái này đào thêm. Cái dao này này. Cái dao này. Nó xong rồi. Lát cái này một lần rồi. Kia đây. Chơi đất rồi kìa. Chơi chân này. Ôi dồi, lột hết mặt nạ ra rồi. Lột hết rồi. Mọi người một màu. Đây lấy lại cái này. Lột hết cả sô cô la như là da người. Thế mà còn ăn. Ngon. Nó biết cả da của người ta rồi. Trước nó đây là con người. Bánh sô cô la bây giờ là riêng với cả đấy đâu? Không phải đâu mà. Đây, cái này là mà. Ăn được. Ăn được hết, không sao đâu. Ăn tới chết này. Đi đi đi. Lại con. Cái này đấy. Vừa không cảm cho tôi cam kết. Sao đấy em? 100%. Ừ, có diễn rồi không? Mình lại phải ăn rồi. Ơ, cháo lúc nãy còn mẹ để đâu rồi? Cháo. Nãy còn cháo không? Ừ. Lấy dĩa để cho mấy cái xong này. Ừ, mấy cái dĩa này của bà. Đây lấy cái dĩa inox lên rồi. Nấm chả thì nói gì nhỉ? Bây giờ chỉ mua cỡ này thôi. Sao mà mẹ chị nó ra một trắng? Đau của chị Mít đâu? Chị Mít có dĩa chưa? Đây. Đây. Dĩa chị Mít đây. Đây này. À đĩa. Dĩa đây. Ăn cái dĩa này cho sạch. Thôi, ăn cái kia là một suất thôi, con ăn luôn cái khay đi. Đây con ăn luôn cả khay. Đây nấm này. Nấm có chưa? Đâu chạy em nhìn thật rồi. Úi ơi. Úi ơi nhìn nấm như này. To nhỉ? Bánh kẹo đá. Bánh đá phải ăn một đá. Hết chưa, ở dưới chân hết chưa? Rồi, di ra đây này. Bánh đá. Di ra tí đầy nhà. Delicious. Ngon không nào? Ăn đi. Rồi mít còn bày sô-cô-la lên đấy nữa. Này, ăn đi này. Con là người làm đầu tiên đấy. Trang trí à? Ôi. Đến lúc người ta ăn một miếng gato. Một miếng bé mà. Bố ăn miếng gato thôi. Đấy là của mẹ. Đây. Bố ăn một miếng bánh gato thôi. Đây của mẹ đây. Rồi. Đây bác Hương đây. Bác Hương ăn đi. Đây bác ngồi gần vào đây. Đây ngồi hẳn vào đây. Ngồi hẳn vào. Đây. Hả? Mẹ cứ ăn. Không cần đâu bạn. Thôi tớ con bé con được làm sinh nhật thế này. Dạ. Bé đến tầm nào ạ? Không ạ. Hồi đấy là không có sinh nhật này vào. Từ cấp 2. Từ cấp 2 rồi ạ. Bánh gato các kiểu. Bẩn. Đi xin tiền để mua quyển sổ rồi hay là quyển vở.
ngày xưa có cái quyển vở 100 trang ấy nhỉ, à 50 trang ấy. Đấy ông mình tôi dưới 48. Con đây đằng sau con ấy có một cái có phòng gói giấy không? Đây này. Thấy vụ ạ. Con đợt này thì đổ tại ai? Tại bố. Đây này, của bố đây này. Tại bố ông đỡ chậm quá. Không phải nút cho mình nhìn đấy đâu. Không ăn, em đi. Rồi ạ, đây cháu thì bà miếng kia kiểu gì cũng không thừa. Không, đây còn này không ăn nữa. Không phải, nhưng mà kiểu gì miếng kia cũng thừa nên thôi ăn cái miếng dở hơn bà. Đấy, con thừa đây, con đấy, đây. Nghe ăn đi, nghe ăn nửa đi cho bác lẫn nhá. Nửa rồi ăn miếng rồi. Hai bác cháu mình san sẻ nhá. Đây, nghe ăn đâu không này. Ôi bác được trẻ nữa. Bác được trẻ bác. Bác được trẻ ăn được bao nhiêu bác. Em không no đâu. Nào. Hết mà, đây thùng nước gạo. Đó, nửa gì nha. Vì cháu ăn. Nắm ơi. Bồn còn hai mét đá. Đây đá đây. Để con đâu. Đá đây. Đá đây đấm đây. Thỏ ăn thêm miếng nữa đi, sinh nhật con mà. Đây thỏ ăn miếng của bác này. Thôi cháu ăn miếng nguyên kia. Ê, miếng này đây. Đây, miếng kia đây. Thôi, miếng bé thôi. Miếng ấy để cho bố miếng, không ăn hết đâu mà. Miếng thôi. Đá đây. Hôm nay định làm số kem mà nó lười thì làm quá nhiều đấy, này có việc làm ăn là nhau chấm 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 đây, đây bánh quên ai ăn sô cô la đá của em mua mình hai bài tay của em chấm 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 tiếc à lại thích liếm nữa à. Ăn thỏ liếm thôi. Có để tí nữa ăn. Thôi. Ăn hỏi lạc đàn. Ủa. Chị con này phải lau mồm nữa. Chị cũng kem rồi. Kệ tí đeo. Này. Sinh nhật năm nào bao giờ? Em sinh nhật qua rồi. Tháng 7. Đúng tháng 3 các bạn. Đúng tháng 3 tháng 4 nhỉ? Đúng là 27 tháng 3. 26 tháng 3. 26 hay 7 mà. 26 tháng 3. 26 tháng 3. Anh lập đoàn. Đi lừa đem. Cho kẹo vào xem nào. Cho kẹo đá vào xem nào. Ăn thì ăn được cung gì. Thử. Thích sô cô la. Thử. 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 Bôi vào váy nha, bôi vào cái váy vàng ấy. Sô la bôi vào đẹp cực. Nổi á. Cái gì bôi vào người vậy? Buông xuống. Làm gì đấy? Chị bảo cho sô-cô-la đá vào đây cho chị em thử. Nào, thỏ chào các bạn đi. Thôi, chào các bạn. Đâu. Thôi. Rồi đây. Chào các bạn đâu con. Cho nút vào mồm chị trước.